Xin kính chào quý ông bà, chị em cùng quý tôi con Chúa đang đến với video tiếp theo của Văn phẩm Cơ đốc Gia Lai. Một năm nữa lại sắp qua đi, 2023 đối với bạn là gì? Vui mừng hay vẫn chưa thể thỏa lòng? Bình an trước mọi hoàn cảnh hay còn lo lắng bất an? Những mục tiêu được đặt ra đã hoàn thành hết chưa hay vẫn còn đang dang dở giữa chừng? Dù bạn đang trải qua những gì trong năm 2023, thì cũng hãy lớn tiếng dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì một năm đã qua. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 có chép: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới." Năm cũ qua đi, năm mới phước hạnh lại đến cùng những trải nghiệm mới mẻ trong hành trình bước đi với Chúa. Có lẽ đã có quá nhiều biến động xảy ra trong năm vừa qua đối với mỗi cá nhân chúng ta và với thế giới. Nhưng tạ ơn Chúa vì trong mỗi biến cố của cuộc đời, chúng ta được kinh nghiệm từng chút một về sự tể trị đầy uy quyền vĩ đại của Đức Chúa Trời. Dù trong năm qua đã có những lúc chúng ta ngã lòng trước những cám dỗ, đức tin trồi sụp và yếu đuối khi phải chiến đấu với những nan đề, đã từng bỏ cuộc rồi, lại quay lại, hoặc nghĩ rằng mình đang bước đi với Chúa quá chậm, thì cũng hãy vui mừng vì chúng ta vẫn đang bước đi với Ngài. Mỗi ngày mới là một cơ hội nữa để chúng ta gần gũi Chúa hơn, được khám phá và thực hiện mục đích của Ngài dành cho chúng ta trên đất này. Dù hành trình bước đi với Chúa đầy gian nan, tâm linh có lúc nóng cháy, có lúc mỏi mệt, thì cũng hãy luôn nhớ rằng Chúa vẫn đang ở đây bên cạnh chúng ta. Mắt Ngài dõi theo từng bước chân của chúng ta, Ngài chẳng đi đâu cả, và Ngài cũng chẳng hề để chúng ta một mình. Sau đây là lời cầu nguyện dành cho chính mỗi chúng ta. Nguyện ân điển Chúa dư dật trên đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta kinh nghiệm Ngài nhiều hơn và rõ ràng hơn mỗi ngày. Lạy Cha yêu dấu, ta ơn Ngài vì con có thể sống đến hôm nay là nhờ ân điển của Ngài. Chỉ một mình Ngài xứng đáng được ngợi khen, tôn trọng và biết ơn. Cảm ơn Chúa vì trong một năm qua, kể cả trong thời khắc phước hạnh nhất hoặc tăm tối nhất, Ngài cũng chẳng hề lìa bỏ con. Ngài vui với niềm vui của con và chịu khổ với sự khốn khổ của con. Nếu như có bất cứ một điều gì được làm thành trong cuộc đời con, ấy là công việc của một mình tay Ngài. Còn con chỉ là một người đang đứng chiêm ngưỡng những gì Ngài làm mà thôi. Thực sự, đã có quá nhiều điều xảy ra không chỉ với cá nhân con, nhưng trên toàn thế giới này. Bạo lực, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hay bắt bớ, cùng rất nhiều vấn đề lớn khác đã xảy ra. Nhưng Cha ơi, nơi nào có Chúa, nơi đó được bình an. Cuộc đời nào có Chúa làm chủ, cuộc đời đó tràn ngập phước hạnh. Ta ơn Ngài vì con kinh nghiệm quyền năng Chúa rõ ràng nhất trong chính nan đề của con. Con trưởng thành từng chút một trong mỗi bước đi với Ngài, và con tin rằng mỗi điều Ngài làm, dù rất nhỏ, cũng có thể tạo nên sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời của con. Con biết ơn Ngài vì mỗi ngày có hàng vạn điều Ngài đã làm cho con, dù con chỉ nhận ra vài điều ít ỏi bằng trí hiệu hữu hạn của mình. Trong năm mới sắp tới, con cầu nguyện cho một đức tin vững vàng, tấn tới và một thuộc linh tăng trưởng mạnh mẽ trong Ngài. Nguyện Thánh Linh Chúa tấn sống trong con, tể trị trên tư tưởng và hành động của con, giúp con sống đời sống làm vinh hiển Ngài. Con cầu nguyện cho những người thân trong gia đình, bạn bè và những người lân cận, những ai chưa biết đến Chúa, trong năm mới này sẽ được nếm trải tình yêu ngọt ngào của Ngài. Con xin Chúa thăm viếng họ, để họ mở lòng, để được hưởng phước hạnh của Ngài giống như con. Xin gột sạch tâm trí và linh hồn con khỏi những gian ác ô uế, ban cho con một tấm lòng ngay thẳng trước mặt Ngài và giúp con yêu nhiều hơn mỗi ngày như Ngài đã yêu con. Xin giúp con bước đi bằng đức tin, chẳng phải bằng mắt thấy, và bày tỏ cho con biết ý muốn của Ngài dành cho con trong năm mới này. Cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.